Thị trường trong tầm một tháng vừa qua vào những cái phiên giao dịch cuối tuần ngày thứ sáu luôn tạo nên nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau cho tất cả các anh chị nhà đầu tư và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ khi thị trường nó có những cái mức hưng phấn với một cái gấp ấp ở buổi sáng rất nhiều những cái mảng cổ phiếu tăng mạnh à, Tuy nhiên trong phiên thì nó có những cái mức hạ nhiệt và rung lắc trở lại để lắp gáp à, và vào 50 phút cuối phiên thì thị trường nó phục hồi và rất nhiều những cái mảng cổ phiếu tăng điểm tốt trong ngày hôm nay à, vậy thì cái bản chất của thị trường hiện tại đang là như thế nào và anh chị cảm giác thị trường hiện tại đang ra làm sao à, sau cái phiên ngày hôm nay thì mới là trên thị trường á nó vẫn có hai luồng quan điểm và thị trường hiện tại là nó luôn gây ra những cái tranh cãi rất là lớn cho rất nhiều anh chị nhà đầu tư hay là cũng cho là rất nhiều các broker hiện tại trên thị trường à, có những người ngày hôm nay thì người ta vẫn cho rằng là thị trường ngày hôm nay tạo cái đỉnh số 3 à, tức là phân tích hai đỉnh là thất bại rồi thị trường nó không giảm hai à, đỉnh không giảm Ngày hôm nay là thêm cái đỉnh số 3, chuẩn bị giảm về cái vùng 1200 gì đó Cũng là cái phiên cái phiên phân phối số 8 hay là số 9 Nhưng mà cũng có nhiều anh chị chưa cho rằng là hiện tại là thị trường nó đang rất là mạnh Và thị trường ngày hôm nay bước khỏi cái vùng kháng cự là 1280 Để chuẩn bị bước vào những dòng mạnh nhất, dòng chạy nước rút của thị trường Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích với anh chị rất kỹ Với cái quan điểm của em về tình hình thị trường hiện tại đang là như thế nào Và cuối video thì em sẽ tặng cho anh chị 5 cái cổ phiếu Mua là thắng trong tuần sau À, để giúp cho những chị nhào tư hôm bữa giờ mà cứ đứng ngoài cầm tiền rồi đứng ngoài quan sát điểm phiên phối anh chị có cái mã cổ phiếu để mà chị mua à, bởi vì trong tầm khoảng hai ba ngày gần nhất em nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn à, với những chị ở trong những cái room gọi là ở trong những cái room khác à, nó đạt ơi ở bữa giờ broker của chị là cho chị bán sạch tiền ấy rồi bây giờ cầm tiền mua cái cổ phiếu nào ok thì trong cái video ngày hôm nay thì với những chị nào hôm bữa giờ còn cầm nhiều tiền thì mà chưa có những cái mã cổ phiếu tốt nhất hoặc là mua cái mã cổ phiếu không có lãi thì cái video ngày hôm nay là cái video dành cho anh vậy, ok? thì chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Official, à, thì em là Nguyên Đạt. À, ngày hôm nay vào thứ sáu à, chúng ta cũng sẽ gặp nhau trong một cái video số đặc biệt. À, thì trong cái video tuần này thì chúng ta cũng sẽ có hai phần, phần đầu tiên chúng ta sẽ phân tích nhanh về thị trường, à, phần thứ hai là quan trọng hơn, thì em sẽ chia sẻ với chị năm cái mã cổ phiếu à, mua là thắng trong tuần sau và chia sẻ với anh chị cái cách mua như nào và cái cách nhìn nhận cái mã cổ phiếu như thế nào để cho anh chị có những cái góc nhìn tốt nhất ở với một số các cái cổ phiếu anh chị ha ok à, thì trước khi mà chúng ta bắt đầu video thì anh chị xem video thấy hay và giá trị thì có thể tặng cho em một cái nút like nha cũng như là một cái nút đăng ký kênh subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký à, trong dòng vừa qua thì em biết là rất là nhiều anh chị mới đến với kênh của em à, thì em cũng nhận được rất là nhiều những cái chia sẻ tích cực của mọi người à, thì khi mà anh chị xem video mà em thấy anh chị like nhiều và đăng ký kênh nhiều hoặc là có thể để làm cái bình lời bình luận gì đó thì em thấy là cái video của em á, nó có hiệu ích với những chị nhà tư bởi vì anh chị lúc là khi mà em làm video á, thì em không biết là cái kiến thức của mình á, và những cái chia sẻ của mình á, được anh chị đón nhận hay là không thì khi mà anh chị xem mà anh chị like và đăng ký kênh nhiều thì em biết là ờ à, cái video đó nó có hay và nó có một cái giá trị gì đó nó không phải có những cái giá trị hoàn toàn mà nó có một cái chút gì đó nó tác động đến cái hệ thống giao dịch và cái trong cái quá trình đầu tư của anh chị làm cũng vui rồi ok anh chị chỉ để lại like và đăng ký kênh thôi à, còn em thì em sẽ tặng cho anh chị những cái kiến thức những cái giá trị và những cái cổ phiếu tốt nhất với cái góc nhìn của em để giúp anh chị đầu tư tốt hơn ok à, còn nếu anh chị muốn đồng hành cùng em ở trong lớp khách hàng thì có thể liên hệ qua hai bạn trợ lý anh chị ha bạn trinh và bạn dung để có thể đồng hành cùng nhau trong những sắp tới thì em sẽ đưa cho anh chị với những cái mặt cổ phiếu tốt nhất và sắp tới chúng ta sẽ rời tàu và chúng ta sẽ thoát khỏi thị trường như thế nào thì cũng sẽ cập nhật trong lớp kế hoạch. Nên là nếu chị muốn đồng hành cùng em thì có thể liên hệ hai bạn trợ lý để chúng ta đồng hành cùng nhau. Dạ rồi à, cảm ơn chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh à, chúc mọi người và gia đình của mình à, có hai ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc và tạo nhiều sức khỏe anh chị ha. Rồi ok rồi phần đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái vận động của thị trường hiện tại. Thì Thị trường ngày hôm nay á, là thị trường nó đã chính thức là nó đã vượt được cái vùng kháng cự mạnh là quanh cái vùng 1 nếu mà chính xác nha anh chị là quanh cái vùng 1278 ngày mà thôi cho chẳng đi là quanh 1280 đó là quanh cái vùng này thì buổi sáng ngày hôm nay là thị trường nó bứt ra khỏi cái vùng này đó, với một cái gấp up à, với ngày, mà ngày hôm nay thị trường nó mở gap là đa phần là do những cái cổ phiếu ngân hàng là chính đến vậy ví dụ một số những cái mặt cổ phiếu như acb này buổi sáng nó mở cái gap rất là to hoặc là các cái mặt cổ phiếu như mb này hoặc là ctg này hoặc là các cái mặt cổ phiếu như bit đến vậy thì đa phần một số những cái mặt cổ phiếu ngân hàng buổi sáng ấy, thì nó đều mở gap à, thì nó vô tình tính làm cho thị trường nó có một cái gap nó có một cái gấp up tầm khoảng là năm sáu điểm buổi sáng à, tuy nhiên trong phiên thì thị trường nó bắt đầu nó hạ nhiệt trở lại à, và thị trường nó có những cái mức lắp lại gấp là lúc tầm khoảng là một giờ rưỡi đến hai giờ à, và cuối phiên là thị trường nó kéo lại rất là tốt à, thì với cái vận động của thị trường hiện tại là thị trường nó đã bứt ra khỏi cái vùng tức là cái vùng này đó, đã bứt ra khỏi cái vùng này à, và hiện tại thì anh chị thấy là rất nhiều những cái mặt cổ phiếu trên thị trường á, nó vẫn có một cái điểm tích cực đó anh chị là rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó vượt đỉnh rồi à, ví dụ như là VIP của Techcombank là đã vượt đỉnh này em nói đỉnh ở đây là những cái những cái nền gần nhất trong vòng một tháng vừa qua à, gọi là trong vòng một tháng vừa qua hoặc là một số những cái mặt cổ phiếu chứng khoán thì vượt bữa giờ rồi à, một số những cái mặt cổ phiếu bất sản thì có phát đạt này có à, BDR này à, hoặc là những cái mặt cổ phiếu như TCH này đó, thì nó đã vượt đỉnh trong những dòng vừa rồi, rồi hoặc là những cái mặt cổ phiếu gì những cái mặt cổ phiếu như dầu khí là hôm bữa dùng đã có những BVD vượt đỉnh hoặc là những cái mặt cổ phiếu như ESM còn những cái mặt cổ phiếu nhóm thủy sản thì cũng đã có những cái mức bứt phá trong những giờ vừa qua tức là cái điểm cộng của thị trường trong cái nhiều vừa rồi thì em thấy một một cái điểm cộng của thị trường á là thị trường mặc dù nó có những cái mức biến động mặc dù thị trường nó có những cái mức rung lắc nhưng mà cái dòng tiền nó vẫn ở lại trên thị trường và em cái chia sẻ với chị một cái điểm là gì không có một thị trường nào rủi ro nào mà rất nhiều những cái mã cổ phiếu ở rất nhiều các cái nhóm ngành ví dụ như một hai nhóm ngành thì mình không nói à, nhưng mà ngân hàng chứng khoán dầu khí thủy sản bán lẻ đầu tư công à, rồi chứng khoán cái nhóm ngành nào cũng có những cái cổ phiếu vượt đỉnh nó thì không biết là thị trường nó có tin gì hay là như thế nào thì đó là thị trường an toàn bởi vì không có một thằng lái nào vậy không có một cái tổ chức nào á nó ngu mà nó kéo giá cổ phiếu lên cho nhỏ lẻ chốt là nó kéo giá cổ phiếu lên là nó có ý đồ của nó và trong dòng vụ qua thì nói với chị không phải là một hai nhóm ngành mà gần như rất nhiều những cái mã cổ phiếu ở mỗi nhóm ngành, rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó vượt đỉnh rồi. Thì như vậy thì thị trường thị trường chúng ta là gì? Thị trường nó vẫn rất là an toàn. Bởi vì là thị trường cái bản chất là nó là nơi của dòng tiền nó hoạt động. Một khi mà dòng tiền nó vẫn hoạt động, nó vẫn chảy vào các cái mã cổ phiếu thì tức lúc đó gì? nó vẫn là một thị trường an toàn còn khi mà cái dòng tiền nó rút ra khỏi rất nhiều những cái cổ phiếu anh vậy thì lúc đó là thị trường gì nó hết vậy và nó có thể có những cái mức biến động rất là lớn và trong dòng vừa qua thì anh chị thấy là thị trường nó luôn tiếp nhận những cái thông tin rất là xấu à, ví dụ những cái thông tin hút tiền qua cái tí phiếu của ngân hàng nhà nước à, hay là những cái thông tin à, một số cái thông tin đồ à, của một số cái nhân vật thường tờ à, à, mà gọi là từ chức anh chị ha đó, thì khi mà thị trường trải qua những cái thông tin như thế này á mà thị trường nó không có bán tháo em có chia sẻ với anh chị là khi mà anh chị thấy là thị trường nó có những thông tin á anh chị xem cái cách phản ứng của thị trường nó như thế nào và anh chị thấy là trong những cái phim vừa rồi anh chị là thị trường nó không có bán tháo à, nó có những cái phim thị trường nó giảm đúng là mạnh nhưng mà những cái mã cổ phiếu giảm sàn nó không nhiều đúng vậy thì sao anh chị có nghĩ đơn giản này khi mà thông tin ra thì đa phần là nhỏ lẻ là đều biết khi mà thông tin ra thì đa phần nhỏ lẻ là đều biết mà khi mà nhỏ lẻ biết là gì nhỏ lẻ sẽ bán thì anh chị nghĩ đơn giản là những cây này ai mua đó, và một cái hay của tổ chức trong cái nhiệm vụ qua anh chị thì khi mà đã loại bỏ hết rất là nhiều nhỏ lẻ thì kéo lên lại rất là nhanh anh chị biết là vì sao kéo nhanh không anh chị nghĩ đơn giản này khi mà chị bán cái cổ phiếu ra anh chị có dám mua lại không không làm gì mà dám mua lại đó mình đã bán cổ phiếu ra thì lúc nào gì cũng chờ chỉnh đó, lúc nào cũng phải chờ thị trường nó chiếc khấu xíu đó, lúc nào cũng phải chờ thì thị trường nó chỉnh thêm suốt đúng vậy bởi vì mà đã bán ra cái giá đó rồi em ví dụ như anh chị bán giá 20 à, thì ví dụ mình bán giá 20 thì mà tự nhiên cái mặt cổ phiếu mà nó tăng lên giá 22 23 đó anh chị dám mua. Đúng vậy mà anh chị phải chờ ở bán giá 20 thì phải chờ gì chờ gì về giá 18 hay là giá 19. Thì khi mà thị trường các cái mặt cổ phiếu nó có những cái mức rung lắc thì em thấy cái điểm rất là hay của thị trường á là nó kéo lại rất là nhanh Để cho nhỏ lẻ không mua được hàng. Về để cho những cái đội cầm tiền người ta đứng ngoài quan sát người ta đến phiên phối, người ta phải đu lại ở cái mức giá cao thì đó là cái hay của thị trường trong những vụ qua. Và anh chị nhìn thấy là rất nhiều những cái mặt cổ phiếu trong cái nhiều vừa qua anh chị nó chỉnh đúng một hai cây và nó giật lại rất là nhanh chứ nó không có về những cái mức giá thấp đó là một cái hay của thị trường hiện tại tức là thị trường hiện tại nó vẫn đang tạo một cái sự rất là nghi ngờ cho nhà đầu tư và thậm chí là với những anh chị nhà đầu tư đang cầm tiền á em đảm bảo với chị luôn anh chị cũng không dám mua lại trong những cái phiên rồi đúng vậy anh chị đúng không đa phần anh anh chị nhìn các room zalo á đâu dám mua lại đâu bởi vì bởi vì bán ví dụ như là bán xong rồi làm gì dám mua lại đó thì đó là cái tâm lý rất là hay của thị trường hiện tại tức là anh thấy là những cái nhịp mà thị trường nó biến động trong cái nhịp rồi anh chị là đa phần là là nó loại bỏ anh chị nhà đầu tư rất là tốt đó. mà cái hay nữa là gì là thị trường nó chỉnh đúng một cây một hai cây là sau đó thị trường nó lại kéo rồi nha à, nên là gì nên là rất nhiều gì nhà đầu tư thì hiện tại anh chị vẫn đang đứng ngoài thì đó là cái hay của thị trường hiện tại tức là thị trường nó có cái sự loại bỏ mà nó loại bỏ xong á là nó kéo giật lên à, nghĩa là đa phần nhà đầu tư thì người ta phải đu lại ở cái mức giá cao một là phải đu lại giá cao hai là gì không dám mua lại mà chờ thị trường nó chỉnh cho thị trường nó chỉnh anh em ví dụ như chị như này nha em ví dụ như này đó ví dụ như này à, ví dụ như những cái nhịp mà thị trường nó như thế này đi nào ví dụ anh chị, thị trường nó có những cái mức biến động rung lắc hoặc là thị trường nó có những cái mức biến động rung lắc nhiều lúc gì là thị trường nó chỉnh đúng một cây nhưng mà sau đó thị trường nó giật nó giật nó giật nó giật nó giật thì với những anh chị nào bán cái này á thì đối với những cái này anh chị dám mua lại không bao giờ có đúng không chị hay là thị trường nó có những cái mức biến động này đó thì khi mà thị trường nó biến động á anh chị bán ở cây này thì khi mà anh chị bán cái này á anh chị anh chị, cái tâm lý của anh chị á mình đã bán thì mình là phải kê những cái vùng đã thấp hơn đúng không chứ ví dụ như thị trường anh chị bán chỗ cái này rồi thị trường đi tăng lên biết làm gì anh chị dám mua thì đó là cái hay của thị trường khi mà nó có những cái mức loại bỏ nghĩa là thị trường nó loại bỏ càng nhanh và nó giật lại càng nhanh á thì cái tính chất của thị trường nó lại càng tốt bởi vì sao bởi vì nhỏ lẻ không có đâu bán nhiều hay ví dụ như thế này em ví dụ như thế này thị trường nó rủ banh sát nè anh chị anh thấy thị trường nó rủ banh sát này nó rủ banh sát đúng không chị nhưng mà nó giật này nó giật này nó giật nó giật tức là nó cứ nó cứ tăng dẫn đứng dẫn đứng giật. tức là nó tăng biết và nó đâu có những cái mức điều chỉnh nào thì đó là một cái hay của thị trường gì trong cái nhiệm vụ qua đó thì em đánh giá rất là cao những cái tổ chức và những cái thằng lái trong cái trong cái nhiều vụ qua làm em đánh giá rất là hay là gì là thị trường nó chỉnh nó có những cái mức rủ bỏ kết hợp theo yếu tố và thông tin nhưng sau đó thị trường nó không tạo những cái vùng giá thấp cho nhỏ lẻ mua mà thị trường nó chỉnh đó đó nó cân bằng nó giật lên lên lại luôn tức là thị trường nó tạo ra cái sự bỏ rồi mà thị trường nó tạo ra sự bỏ rơi đó, đó, là thị trường tốt bởi vì sao bởi vì khi mà chị bán ra mà tổ chức mà nó làm cho anh chị mua lại được á là nó dở tổ chức làm cho anh chị bán ra mà sau đó anh chị không dám mua lại nó nó mới là cái hay của thị trường anh chị biết vì sao bởi vì khi mà anh chị không dám mua lại là anh chị sẽ nghi ngờ một đoạn tức là chị không mua lại anh chị sẽ nghi ngờ một đoạn và khi mà thị trường nó có những cái mức ở phía trên anh chị thấy nghi ngờ thì bắt đầu là đu ngay đẹp đã thì đó là cái vận động của thị trường trong dòng vừa qua à, và em phân tích với anh chị về kỹ về cái mặt vận động cũng như là về cái mặt tâm lý anh chị có biết vì sao trong những cái video em rất là hay phân tích với anh chị về cái mặt tâm lý không bởi vì mình hơn nhau hay không là do tâm lý là nhiều nhiều lúc cổ phiếu mình biết ok nhưng mà gì mình hơn nhau là do tâm lý và mình hơn hay nhau là mình mình phản ứng với thị trường nó như thế nào thì mình đánh giá với anh chị thị trường trong cái vừa vụ rất là hay rồi ok đó là cái góc nhìn của em với thị trường tuy nhiên nhìn về cái mặt bản chất tức là đó hồi nãy giờ thì em chia sẻ với anh chị về cái góc nhìn về tâm lý rồi nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn đi nhìn lại nhìn kỹ về cái mặt bản chất thị trường hiện tại nó có ba đỉnh hay không hay là thị trường hiện tại á gì nó có phiên phân phối số 8 hay là số 9 hay không em không biết anh chị đếm phiên phân phối sao nha anh chị anh chị đếm từ dưới này Em không biết là anh chị đọc cái sách nào mà đếm phiên phân phối từ dưới này lên trên này mà thị trường nó vẫn chưa sập. <laughs> Thiệt đó anh chị. Và thậm chí với nhiều anh chị khách hàng của em, tức là nhiều anh chị biết á, mà anh chị biết không có tới. Mà anh chị đếm từ dưới này anh chị, mà anh chị nói đạt ơi, mấy anh kia nó phân tích là thị trường nó, nó phiên phân phối số 8, số 9 đâu em, đúng không em? <laughs> đó, nên em nói anh chị lên anh chị lên thị trường á, anh chị biết ít thôi. Đúng không chị? Cái gì mình biết á là anh biết cho tới, còn cái gì mình không biết anh chị, mình coi như là mình ngu luôn. À mình đừng gì, mình đừng có biết. Vậy ra là nó là đó thì còn em đang nói dở là thị trường nó có phiên phố số mấy hay là có hai định hay ba định hay không thì với cái góc nhìn của em 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 đơn giản như này như vậy em phân tích với anh chị một cái đơn giản như này nha thứ nhất là thị trường chúng ta vẫn đang trong mùa xuống ta thứ hai á là thị trường nó đã trải qua những cái phiên kinh khủng như thế này á nó còn không chết thì những cái phiên như thế này làm sao thị trường mà nó chết anh chị thấy không nghĩa là thị trường nó đã trải qua rất là nhiều những cái gì những cái tồi tệ nhất rồi mà nó còn không chết thì thị trường nó nó đi lên như này làm sao mà nó chết đó, thì đó là về cái mặt vận động cái thứ hai á, là nói gì là để mà anh chị biết được á, là thị trường nó có rủi ro hay không á là anh chị đừng có nhìn điểm số mà anh chị nhìn cổ phiếu á. không có một thị trường rủi ro nào mà tắt cơm VIP vượt đỉnh ACB MB là ngày hôm nay bắt đầu vượt rồi ACB chuẩn bị vượt hay là những cái mặt cổ phiếu như BIV vượt đỉnh hoặc là những cái mặt cổ phiếu như DIG rồi gì ở BDR rồi TCH rồi những cái mặt cổ phiếu chứng khoán thì vượt bữa giờ rồi nhưng mà em nói với anh chị trong vòng còn tạm khoảng hai phiên rồi là đây nha ngân hàng vượt đỉnh những cái mặt cổ phiếu bất sản vượt đỉnh rồi một số những cái mặt cổ phiếu nhóm đầu tư công à xin lỗi chị những cái mặt cổ phiếu nhóm uh, nhóm thủy sản cũng đã có những cái mặt cổ phiếu có dòng tiền rất là tốt à, tức là gì chúng ta chúng ta thấy là gì dòng tiền nó vẫn đang ở lại với thị trường mà một khi dòng tiền nó vẫn đang ở lại với thị trường á thì cứ để cho thị trường nó làm gì nữa là anh chị đừng có phân tích nói vậy ma dòng tiền vẫn còn đánh dòng tiền nó vẫn còn luôn chuyển thì trường nó không có bán tháo thì đó là một thị trường nó vẫn còn chơi được còn thị trường nó làm gì nó là à, ví dụ như em thấy là có rất nhiều anh chị phân tích anh chị anh chị phân tích là ờ à, ngày hôm nay khối lượng nó cao rồi ngày hôm nay hưng phấn buổi sáng rồi đạp lại buổi chiều rồi gì à, nhóm năm dòng kẻ rồi phân tích gì à, à, toàn là tiêu cực là vui mà toàn là tích cực là buồn anh chị ha anh chị biết cái đó anh chị nói chung là nó mệt cái đầu anh chị em thấy là nhiều lúc cũng mệt cái đầu á thì em phân tích với anh chị đơn giản này đầu tiên á thị nó vẫn đang trong một uptrend cái thứ hai á, là thị trường nó không có bán tháo cái thứ ba là dòng tiền nó vẫn còn, còn đang luôn diện thì đó là cái lúc thị trường nó vẫn còn an toàn an toàn ở đây á, là không phải là mình mua bừa mà an toàn ở đây là gì là thị trường nó vẫn xuất hiện những cái cơ hội và những cái mã cổ phiếu nó có thể đem lại lợi nhuận cho mình thì đó là an toàn còn một thị trường anh chị mua là lỗ mua là lỗ vài chục phần trăm á nó là thị trường rủi ro anh chị anh à. đó thì em phân tích với anh chị như vậy đó với anh chị nhìn hiện tại này những cái mặt cổ phiếu chứng khoán nó vừa bữa giờ thì em nói nhưng mà những cái mặt cổ phiếu trong tầm một tuần vẫn nhất anh chị anh chị nhìn này tức là thị trường nó chỉnh xong là các cái mặt cổ phiếu nó cứ dựng đứng dựng đứng là nhau đó VAB rồi techcombank rồi gì anh chị nhìn bóng sẵn này đó, tiền nó đánh như này anh chị tiền nó đánh cuồn cuồng cuồn cuồng, cuồng rất là mạnh như thế này đó thì đó là một thị trường rất là tốt à, để anh chị có thể theo dõi để anh chị tìm kiếm những cái cơ hội tức là không phải là mình mua cái cổ phiếu nào cũng có ăn nhưng mà gì nhưng mà thị trường nó vẫn xuất hiện những cái cơ hội Hình Ok. Thì cái cái mà chị cần làm gì? Đi tìm những cái cổ phiếu và những cái cơ hội đó. À, chứ không phải là chị sợ thị trường. Đúng vậy. Và như với những chị nào xem kênh của em những dòng vừa qua mà chị sợ thị trường á. Thì em nói chị là nếu mà em sợ thị trường nha. Thì chắc em đứng ngoài thị trường chắc tầm khoảng là 1.100 rồi. 1150 1.150 rồi vậy. Chứ không phải, không phải bây giờ ngồi nói với chị như điều này đâu. Rồi ok, là chị đó là với góc nhìn của em về thị trường ha. Tức là vẫn giữ quan điểm là thị trường nó vẫn đang rất là tích cực. Đó, còn thị trường nó tăng hay giảm là nó biến động nó biến động á và nhiều chị hỏi như này nha em ơi nếu mà thị trường nó có rơi về cái vùng một nghìn em nào nếu mà thị trường nó có rơi về một nghìn một hai trăm hai trăm hay là một nghìn hai mươi ví dụ như này ở là nó vẫn đi nha thì nhiều chị hỏi là ờ các cả ba đỉnh là có rủ ro hay không em á. thì em chỉ cần quan tâm một điều như này em chị em nói với chị một điều nha nếu mà thị trường nó có gãy về nó có gãy về á mà trên thị trường gì nó vẫn có dòng tiền nó tham gia ở những cái cổ phiếu là nó còn an toàn À, tức là nó tăng thì nó nói rồi nhưng mà nhiều chị đặt ra một cái câu hỏi là gì ờ đặt ơi nếu mà thị trường lỡ như là nó có rơi về một hai trăm hai mươi hay một hai trăm bốn mươi nó đặt về dưới này không em thì nó có ba đỉnh hay không em á thì để mà anh chị biết á là đầu tiên á là anh chị nhìn đầu tiên là thị trường nó có bán tháo hay không nếu mà nó có hai trăm đến ba trăm đến ba hai trăm đến ba trăm cổ phiếu này giảm sàng thì nguy hiểm còn nếu mà nó bình thường, nó có cung xanh con đỏ, nó có những cái mặt cổ phiếu nó vẫn chạy, nó có dòng tiền lung chuyển thì đó là một thị trường an toàn. Và cái cái mà chị cần làm á, là không phải đoán là thị trường nó có về 1220 hay không, mà cái mà chị cần làm là gì? Khi thị trường nó về 1220 á, cái cổ phiếu mà nó vẫn có lại. Thì đó là cái mà chị cần làm. Đúng không vậy? Chứ không phải là ờ uh, là thị, thị trường nó giảm về 1220 là chị sợ. Em nói cái gì này? Là thị trường nó chỉnh cái này á, những cái mặt cổ phiếu như khu nghiệp nó có vấn đề không? Không. Rồi thị trường nó chỉnh cái này những cái mặt cổ phiếu như là thằng DGC nó có vấn đề không? Không hay là thị trường hôm bữa hôm bữa giờ khi mà thị trường nó chỉnh những cái mặt cổ phiếu như chứng khoán hay là những cái mặt cổ phiếu như nhóm bất sản hoặc là những cái mặt cổ phiếu như ngân hàng đó, nó chỉnh nó có vấn đề không không đúng vậy rất là cái cái mà chị cần làm mà không phải là phân tích thị trường nó chỉnh về bao nhiêu mà anh chị xem thử là cái cổ phiếu nó có mạnh hay không là được ok chia sẻ với anh chị một số góc nhìn như vậy ha rồi tiếp theo cho sẽ đến với cái phần tiếp theo là về một số các cái cổ phiếu thì sẽ đi thẳng vào vấn đề thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích với anh chị năm cái cổ phiếu anh chị mua là thắng trong tuần sau À, để tặng cho những chị thứ nhất là với những chị nào chưa vào đủ tiền cái thứ hai á, là đặc biệt là với những chị nhà đầu tư hôm bữa cho đứng ngoài quan sát rồi điếm phiên phân phối rồi broker thì cứ cho đứng ngoài và em đảm bảo với anh chị luôn á là gì nếu anh chị đã bán á, không, em nghĩ là anh chị không dám mua lại thiệt anh chị đúng không chị bởi vì trong những tức là trong khoảng hai ba ngày vừa qua thì em nhận được rất là nhiều tin nhắn chắc phải chắc tầm khoảng là 20 người 20 mươi người hai người ở ngoài anh chị cái nhắn tin cho em đạt ơi hôm bữa giờ chị bà lỡ bán sạc cổ phiếu rồi À, hay là bạn broker cho bán sạch cổ phiếu em ơi đó thì giờ cái giá mua lại được không em đó, thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ tặng với những chị đó à, tặng cho anh chị một cái món quà à, coi như là gì coi như thì em sẽ gì chia sẻ với anh chị một số những cái cơ hội đó, để anh chị có thể theo dõi trong sắp tới ok rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn chị ha cổ phiếu nè thì em sẽ vẫn tính với anh chị luôn rồi đầu tiên á sẽ có một cái mã cổ phiếu nó thị trường chút anh chị ha nhưng anh chị muốn nhấn anh nè ngày hôm nay thì những cái mã cổ phiếu ở một số các những mạch lớn thì em sẽ đưa tặng cho anh chị đầu tiên á là cái mà cổ phiếu nhóm chứng khoán đi ha ok nó chứng khoán thì trong cái nhịp rồi thì hiện là chứng khoán là nó đã có sống rồi anh chị đúng rồi chứng khoán mà là một nhóm nó đã có sống rồi chẳng qua là cái sự vận động của nó nó làm cho anh chị cảm giác là cái sống nó không mạnh nhưng mà cái bản chất là nhóm chứng khoán là nó đã hình thành sống rồi ví dụ anh chị nhìn những cái mặt cổ phiếu nó yếu nhất trong dòng nha những cái mặt cổ phiếu như vnd này hoặc là những cái mặt cổ phiếu S SS này, anh chị là nóng chuẩn bị nó vượt đỉnh rồi nên là cái bảng chất nhóm chứng khoán là một cái nhóm đã có sống rồi còn những cái mà cổ phiếu khác thì nó vượt đỉnh từ lâu bữa giờ đó anh chị em nói là những cái cổ phiếu nó yếu nhất luôn nha anh chị SHS này hoặc là những cái mà cổ phiếu như VND anh chị nó mà mà lên nè đó đây là dòng chứng khoán là một cái dòng nó có tính kỳ vọng tức là nó nó đã có sống nó có tính đầu cơ cao và nó có một cái kỳ vọng rất là nhiều anh chị nhìn cái mặt bằng thanh khoản của thị trường hiện tại á thì dòng nào hưởng lợi nhất dòng chứng với là dòng nào đúng vậy rồi sắp mới ít thì dòng nào dòng gọi là dòng nào nó có câu chuyện để kể nhất rồi người ta luôn nói về nó em ví dụ như nhắc đến KRX thì đa phần những cái rơm Zalo người ta sẽ nói gì à, dòng chứng khoán sẽ hưởng lợi nha anh chị em tức là gì người ta có câu chuyện để kể với những cái mảng cổ phiếu dòng chứng khoán thì dòng chứng khoán là một cái dòng rất là mạnh và chia sẻ với anh chị là dòng chứng khoán thì rồi em đã mua xong từ lâu rồi à, nhịp rồi thì định hướng cho những chị vào sâu thôi chứ bạn chắc là những ngành chứng khoán thì em đã đánh đánh nhiều những cái mặt cổ phiếu rất nhiều những cái mặt cổ phiếu từ chân sóng rồi đó, thì ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với anh chị một cái điểm mua. Thì nói trước với anh chị điểm mua ngày hôm nay không phải là điểm mua quá tốt đối với em. Nhưng gì em sẽ chọn cho anh chị những cái điểm mua nó vẫn còn ok. Để anh chị đánh những cái nhịp cuối cùng. Tức là nó không phải là điểm mua từ chân sóng. Mà nó là những điểm mua mình ăn khúc gì? Ăn khúc cuối cùng. Mà khúc cuối cùng là những cái khúc nó mạnh nhất anh chị đừng có chê những cái khúc cuối cùng nha có nhiều chị anh chị thấy là ở ờ, cái mặt cổ phiếu nó cao em nhưng mà nó gì cổ phiếu càng lên cao càng mạnh cổ phiếu càng gần đỉnh càng mạnh cổ phiếu càng chạy tức là cổ phiếu càng ở trên cao anh chị nó sẽ càng mạnh thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích với anh chị một cái cổ phiếu đây là một cái cổ phiếu thì uh, em đã chia sẻ với anh chị rất là lâu nếu anh chị xem video của em nhưng mà trong ngày hôm nay thì em sẽ vẫn sẽ chia sẻ với anh chị đó là cái cổ phiếu bể đà uh, à, ai là một cái cổ phiếu nó chính xác như anh chị đây là một cái cổ phiếu leader của nhân ngành chứng khoán nó mạnh về xu hướng, nó mạnh về trên, nó mạnh về cái vị thế gọi là cái mặt vị trí. Và BSI là một cái mã cổ phiếu, nó không có gì để chơi. Và em có nói với anh chị là bao nhiêu năm em đánh với những cái mặt cổ phiếu chứng khoán rồi, và bao nhiêu năm em đánh với những cái mặt cổ phiếu như BSI rồi. Thằng BSI em nói với anh chị nha, thằng BSI nói riêng và dòng chứng khoán nói chung á, không bao giờ nó kết thúc một sóng mà nó không có chạy dừng đứng. Em nói với anh chị này, không bao giờ những cái mặt cổ phiếu như BSI nói riêng và những cái mặt cổ phiếu dòng chứng khoán nó, nói chung nó kết thúc một sóng của nó mà nó không có sự dựng đứt anh chị hiểu như thế nào tức là nói với chị điều này là gì cổ phiếu nó chưa chạy mạnh tức là nó chưa có đỉnh. anh chị không? tức là anh chị thấy ở cái mặt cổ phiếu nó cao cao nhưng mà gì cổ phiếu còn đi lên đi ngang nghĩa là nó vẫn chưa gần đỉnh mà khi mà chị thấy nó cứ dựng đứng dựng đứng dựng đứng á thì nó là vào những giai đoạn cuối thì như thấy trong cái vừa rồi những cái mặt cổ phiếu như anh chị nhìn nó có vị cao ví dụ Ramem thì đánh BA trong vùng này anh chị tầm khoảng 45 46 đánh từ lâu rồi lâu anh chị anh chị nào theo dõi video của em hoặc là những chị khách hàng thì em đã cho mua từ lâu rồi à, và nói chung là đã, đã mua từ lâu rất là lâu tầm khoảng hai tháng rồi anh chị chứ không phải bây giờ mới nói nhưng mà gì nhưng mà đây là những cái mà cổ phiếu vì sao lại chia sẻ với anh chị thứ nhất là dòng chứng khoán nó có câu chuyện thứ hai BSI là một cái mặt cổ phiếu leader vì sao leader nó lại quan trọng bởi vì nói gì này nếu mà thằng BSI mà nó chết đó, là dòng chứng khoán nó chết hết và cả thị trường này nó chết hết nghĩa là khi mà chị mua BSI á không biết nó sẽ chạy như thế nào nhưng về cái sự an toàn, nó là một cái mặt cổ phiếu an toàn nhất trên cái thị trường này. Đúng không chị? Tức là nó là những cái mặt cổ phiếu leader, những cái mặt cổ phiếu dẫn đầu. Mà cổ phiếu nó đã leader và nó đã dẫn đầu á, thì nó là sẽ là một cái mặt cổ phiếu nó chết cuối cùng. Nếu nên làm sẽ chia sẻ với chị biết ai. Cái thứ hai là biết ai nó vẫn đang đi theo dạng gì? Nền tảng trong nền tảng. Mà những cái mặt cổ phiếu dẫn nền tảng trong nền tảng dưới này á, em nói với chị luôn em cam kết với chị luôn này là 99,99% ,99 cuối sống thằng BSI nó sẽ gì được đó, thứ nhất là với cái dạng mô hình cái thứ hai á, là với đặc tính của thằng này em nói với chị là em đánh thằng bếp ai bao nhiêu năm à? À, và có nhiều những cái mặt cổ phiếu em rất là hiểu nói vậy cái tức là em anh chị thấy là có rất nhiều những cái nhân anh và có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu em nắm em nắm nó trong lòng bàn tay á tức là em hiểu rất là đặc tính của nó thì bé ai thì em thấy là nó vẫn chưa có chạy nước rút mà những cái mặt cổ phiếu chưa nó chưa có chạy nước rút thì em nói với chị là nó vẫn luôn tiềm ẩn một cái nhịp chạy dẫn đứng còn đằng sau nè em nói với chị là cuối sống này nó sống rồi cứ dẫn đứng đây nè đó cứ cuối sống rồi cứ dẫn đứng lên ha à, hay là cứu sống là cứ dựng đứng lên hoặc là gì cứu sống là cứ dựng đứng lên à, cứ cứu sống là dựng đứng mà hiện tại anh chị thấy những cái mặt cổ phiếu như bé nó có dựng đứng không không lên ngang lên ngang lên ngang à, thì với gì với góc nhìn của bé là như vậy nó là với gì một quan điểm này thứ nhất là dòng chứng khoán nó có câu chuyện nó có câu chuyện của thị trường nó có câu chuyện của gì à, thanh khoản giao dịch tăng dần anh chị thấy vô của thị trường hiện tại nó cứ 30, 35, 30, 35, 40 mươi ba tỷ mà là dòng chứng khoán nó sẽ hưởng lợi cái thứ hai á là dòng chứng khoán nó có câu chuyện krs cái thứ ba, BSI là một cái mặt cổ phiếu leader. Nó là cái mặt cổ phiếu nó dẫn dắt ngành chứng khoán, nó lead dành chứng khoán. Thì nếu BSI chỉ mua á, nó là những cái mặt cổ phiếu nó chết cuối cùng. Và cái tiếp theo là gì? BSI là một cái mặt cổ phiếu nó chưa chạy nước rút. Mà một cái mặt cổ phiếu nó chưa chạy nước rút thì anh chị kiếm tiền được không? Được. Và đi form dạng về nền trong này. Đó thì đó là một số quan điểm của em với BSI. Vậy thì mình sẽ mua BSI về như thế này Đầu tiên á, làm sẽ phân tích kể với chị này. Là BSI nó chỉ là nó đã có sống từ lâu rồi nha. Đó, thì hiện tại là nó vẫn đang đi theo dạng về nền trong này. Thì anh thấy cái đặc tính của thằng BSI á, Em nói chị đặc tính hay không biết là chị để không nha Là càng đi lên cao á Thì cái thời gian mà nó xây nền á Nó càng ngắn Anh chị hiểu ý này của em à Tức là ví dụ như cái nền này nó xây tầm khoảng 2 tháng Cái nền này xây tầm khoảng tháng Cái nền này nó xây tầm khoảng 3 tuần Cái nền này nó xây tầm khoảng 2 tuần anh chị hiểu đặc tính của một cái mặt cổ phiếu dặn nền trong em tức là khi mà càng đi lên cao những cái mặt cổ phiếu này càng thu hẹp và lại về cái thời gian tích lũy nghĩa là những cái nền ở sau á nó sẽ thời gian tích lũy nó sẽ càng gần tức là em nói gọi là nó càng ít đi so với những cái nền ở trước đó nghĩa là ví dụ như hai tháng này một tháng này ba tuần này hoặc là hai tuần đó. thì khi mà những cái mặt cổ phiếu nó tích lũy mà nó cứ nó cứ thua hẹp về cái thời gian của những cái nền phiếu đứng cao á, thì cái mặt cổ phiếu đang gần bước vào những dạng cuối cùng của nó đó. Đã. À, anh chị nào đánh dạng về nền trong nền bao nhiêu năm thì anh chị sẽ hiểu ý của em đúng vậy rồi ok thì đó là về cái mặt phong chung cái thứ hai là chị nhìn ngắn gọn này nhìn trong cái ngắn gọn chưa? thì bé hai sau vừa rồi nó tích lũy một cái nền này tầm khoảng 2 đến 3 tuần sau đó có một nhịp rũ, cái này gì là nó rủ này đúng vậy và ngày hôm nay là một cái đến lên vậy thì cái điểm mua thằng bếp ai là như thế nào ngày hôm nay chỉ là một cái phiên bứt phá của nó với một cái volume nó có sự gia tăng thì nếu mà trong tuần sau một là vào ngày thứ hai hai là ngày thứ ba mà chỉ thấy thằng bếp ai nó tăng một phiên nha tầm khoảng từ 2 triệu đến 3 triệu cổ phiếu nếu đẹp nhất là sẽ tầm khoảng 3 triệu cổ phiếu thì BSI ai nó sẽ vào một cái nhịp tăng chính sống em họ không gọi là chính sống gọi là cái nhịp tăng nước rút của nó nó mới đúng chính sống thì đã từ lâu mà nó sẽ vào một cái nhịp tăng nước rút của nó thì đó sẽ là điểm mua anh chị lưu ý này nó là một cái phiên tăng điểm mạnh với volume tầm khoảng đẹp nhất là tầm khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu cổ phiếu thì đó sẽ là điểm mua để đánh cái nhịp cuối cùng của cổ phiếu ví dụ ví dụ chỉ một số điểm ha ví dụ ngày hôm nay nó có thể là cây này à, cây này hoặc là cây này đó, thì nếu mà trong những sắp tới mà những cái mã cổ phiếu nó có những cái phiên tăng điểm mà chị thấy cứ mồi thì nó phải tấp thêm một hai cây nữa Đấy nhau ví dụ như vô lớn này nó vẫn tấp tấp thêm một hai cây nữa Đó, thì đoạn sau nó có thể có một cái nhịp chạy cuối rồi ok hay ví dụ như này đây ví dụ nó có một cái phiên tăng điểm thì ví dụ như là ngày hôm nay có thể là cây này của thằng bé ai có thể là cây này rồi ngày thứ hai một lần ngày thứ hai hai là ngày thứ ba nó làm thêm một cây này nữa tức là nó có cái sự gia tăng về cái mặt gì về khối lượng thì cây đã sẽ là điểm mua hay ví dụ như này Ok, ngày hôm nay nó có thể là cây này. Thì trong giai đoạn tuần sau á mà chị thấy nó có thêm một cây như thế này nữa, nghĩa là cái phiên cái volume của nó nó cao sang gọi là nó cao ngang bằng ngày hôm nay hoặc là gì? Hoặc là cao hơn cái phiên ngày hôm nay đổ lên. Bây giờ anh chị nhìn cái volume á, thức anh chị chỉ cần nhìn cái volume thôi thì đó sẽ là điểm mua. Và đó là sẽ điểm mua nước rút của cái cổ phiếu. Hoàn à? Ok, đó thì chia sẻ với chị một chút như vậy ha. Đó. Đầu tiên này, trong tuần sau, thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó có một cái phiên mà thằng BA nó nổ tầm khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu cổ phiếu múc anh chị ha cứ nhắm mẫu múc nhắm mắt mà, mà múc cho em và đó là sẽ là điểm mua để đánh một cái nhịp cuối cùng và một cái nhịp nước rút với cái cổ phiếu này và chia sẻ với anh chị nha khi mà chị đánh một cái nhịp nước rút á là đánh nhanh rút gọn nha à, tức là mà có thể mà đánh mình không cần đánh tới ba tới năm mà mình chỉ nắm cái mã cổ phiếu trong vòng hai ba tuần đến một tháng thôi chứ không phải là đánh những cái mã cổ phiếu mà chị ôm ôm vài tháng không phải đó. và khi mà chị đánh những nhịp cuối thì chị quản trị rủi ro thật chặt với nói kể một lần nữa này đánh những cái nhịp cuối cùng là phải quản trị trị rủi thật chặt và anh chị lưu em là phải đúng cái điều kiện và khối lượng thì mình mới mua ok anh chị ha và BSI là một cái mặt cổ phiếu em rất là tâm đắc và em đảm bảo với anh chị là 99,99% phần ,99 trăm ai cuối sống nó sẽ tăng dần đến bởi vì em đã đánh dòng chứng khoán rất là nhiều năm rồi và em đã đánh BSI rất là nhiều năm anh chị thì em nói gì BSI nắm trong lòng bàn tay thằng này thì em rất là hiểu nó ok đầu tiên là BSI rồi, right. đó là một cái mặt cổ phiếu chứng khoán. Vì sao thì em lại thích với anh chị là em lại chia sẻ với anh chị những cái mặt cổ phiếu chứng khoán là bởi vì dòng chứng khoán là một cái một cái dòng anh chị nó có câu chuyện để nói. Em ví dụ như là khi mà chị không biết mua ngành nào á, chị cứ nhắm mắt múc đại ngành chứng khoán nói là nó chỉ là thị trường lên là chứng khoán lên. Mà chứng khoán năm nay không chỉ là chứng lên đâu mà nó có nhiều những cái câu chuyện nó để kể của nó. Ví dụ cái đấy đúng vậy tháng 5 tháng 6 là cái rễ thì người ta đi kể về nó VTV cũng viết báo rồi Việt uh, việc uh, việc uh, việc, uh, việc stop, rồi cà phê ép, rồi đi đâu cũng thấy những cái tin gì cà thì người ta sẽ có những cái câu chuyện người ta kể về nó mà những cái mặt cổ phiếu nó có nhiều những cái câu chuyện để kể thì cái tính đầu cơ và cái biên độ lợi nhuận của nó, nó sẽ căng càng cao à, nên là đầu tiên biết ai là anh chị phải lưu ý hai à, triệu rưỡi đến 3 triệu cổ phiếu trong tuần sau nó đánh thêm một cây nữa nhắm mắt vào một mốt gì Ok, đây là một cái mã cổ phiếu nó tương đối nhỏ nên là với những anh chị nào có muốn mua anh chị anh chị phải canh, phải canh thật là kỹ nha. Rồi bởi vì con này mà nó tăng thì nó tăng nhanh lắm. Rồi chia sẻ với anh chị một chút như vậy. Và khi mà em nói với anh chị là khi mà em đã giới thiệu với anh chị những cái mã cổ phiếu á trong giờ hiện tại á, em chỉ chia sẻ với anh chị những cái con ngon nhất Những cái mã cổ phiếu nào cũng ngon nhưng mà nó hạn dướng chút thì em sẽ không chia sẻ. Rồi ok, rồi, đầu tiên là bé đây. Cổ phiếu số 2 là cổ phiếu bông sản đi ha, một cổ phiếu bông sản. Bây giờ. À, trong cái nhịp rồi thì em đã chia sẻ với gì thằng DIG và thằng TSH bây giờ nó chạy rồi thì em nói à, rồi tiếp theo em, sẽ chia sẻ với gì với cái cổ phiếu như BDR à, BDR là một cái mặt cổ phiếu nếu anh chị theo dõi kênh của em lâu thì BDR là một cái mặt cổ phiếu nói chung là cũng làm em đau khổ nhiều đúng vậy đây là một cái mặt cổ phiếu nói chung là trong những cái nhịp em rất là kỳ vọng với cái cổ phiếu này nhưng mà qua những cái nhịp mà nó gãy em phải bán thậm chí là bán những cây này và những cây này luôn bán ra này nó giống như DGC á nói chung là những cái mặt cổ phiếu em đã đánh rồi à, và nó bây giờ nó quay ngược trở lại thì nó vẫn đang tức là nó đều có vận động rất là tốt à, thì nó đã có một cái phiên đánh rất đỉnh và cái phiên dựng ngày hôm ngày hôm qua với một cái volume tốt thì với cái volume này thì cái mặt cổ phiếu nó đã xác nhận vô sóng rồi và ngày hôm nay nó có một cái phiên dự giá rất là tốt thì giống như BSI ai đó. và em không chỉ riêng BSI ai đâu mà với những cái mặt cổ phiếu mà nó nổ mà trong những cái mặt cổ phiếu mà nó muốn vô sóng ngay á thì như lúc em là trong tuần sau trong vòng 3 phiên đầu tiên mà đang phát đạt nó có một cái phiên nổ tầm khoảng 25 đến 3 triệu 30 triệu cổ phiếu thì đó sẽ là điểm mua anh chị mua mới hay là mua thêm gì cũng được thì đó sẽ là điểm mua à, bởi vì dụ là ngày hôm qua thằng phát đạt volume ok nhưng mà ngày hôm nay phát đạt á, cái volume nó không lớn cái volume nó không lớn mà anh chị biết rồi những cái mặt cổ phiếu nào nổ một cây mà sau đó cái volume nó thấp á, nó chưa chắc là nó vô sóc mà nó phải có cái dòng tiền nó liên tiếp trong vòng hai ba phiên thì nếu mà trong tuần sau phát đạt có một cái phiên volume tầm khoảng 25 đến 30 triệu cổ phiếu thì đó sẽ là điểm mua mua thêm hay là mua mới gì cũng được và anh chị đừng có sợ em nói với gì này đây, ví dụ như cái mặt cổ phiếu như thế này. Đó, ví dụ như có một cái phiên nó có một cái phiên nổ. Đúng vậy. Sau đó nó có một cái phiên nổ nữa. Nó có thể là tức là sau cái nổ đó nó có thể là có vài phiên. Thì nếu mà ví dụ như anh chị không mua được cây này á thì anh chị mua ở điểm này cho em. Thì anh chị thấy cái volume á, của nó nó phải qua cái quanh cái vùng này. Đúng vậy. Thì mà khi mà chị mua điểm này á là chị sẽ ăn cả một đoạn phía sau vài chục phần trăm. Mình không còn mua thấp đúng vậy ví dụ như là nhiều anh chị không mua được điểm này ví dụ anh chị mua được điểm này thì em nói nhưng mà với những anh chị nhào tư mà anh chị chưa có hàng á không nên mua lưng lẫn bởi vì anh chị bởi vì anh chị nhớ em có nói gì là với cái mặt cổ phiếu nam kim không à? em ví dụ nha nha cái này, này là cái này là cái mặt cổ phiếu nó bất này nhưng sau đó cái dòng tiền nó không liên tiếp nó có thể gãy lại đúng vậy hay là ví dụ cây này là bất này nhưng sau đó dòng tiền nó không có sự liên tiếp sau đó có thể đi ngang hoặc là gãy lại nên là ví dụ anh chị đã mua trẻ không nên mua lưng lẫn nha đã mua trẻ thì không mua lân lẫn nó đánh một cây nữa mút em ví dụ nếu nó là màu này trong vòng dòng sắp tới trong nếu mà đẹp nhất là trong vòng thứ hai thứ ba thứ tư mà nó có một cái phiên volume tăng khoảng 25 đến 30 triệu cổ phiếu thì đó sẽ là điểm mua thêm và anh chị mua mới thì nó vẫn được luôn bởi vì em nói với chị là những cái mặt cổ phiếu nó có nền tảng như này á, mà nổ mà dòng tiền tập khoảng hai ba cây liên tiếp á, là nó sẽ tăng dựng đứng nó sẽ tăng dựng đứng bởi vì em đã đánh rất là nhiều sóng rồi nên là anh chị đừng có lo đúng vậy một là anh chị mua cây này anh chị mua cái này thì không nói nhưng mà với những anh chị nào chưa có hàng thì anh chị phải buộc phải mua phải mua như vậy bởi vì anh chị biết vì sao một thằng phát đạt nếu mà dòng tiền không vô á nó có thể đi ngang rồi nó gãy nha đây này, đây nó đâu xa cái này đúng không chứ ví dụ nổi không này nó có thể đi ngang rồi nó gãy đúng không chứ? anh chị biết vì sao là phải chơi dòng tiền không là để gì để cho cái mặt cổ phiếu gì nó thẹn cái sự dòng tiền nó phải vào ào ào à với cái cổ phiếu còn thằng dg thằng dg thì nó chạy rồi thì em không giới thiệu những cái mặt cổ phiếu mà anh chia sẻ rồi thì mà nó chạy ra nó nhiều nhưng mà những cái mặt cổ phiếu như phát đạt á bản chất là nó mới vô sóng thôi và cũng chưa chắc là cây cái cây này của phát đạt á là nó chính thức hay không mình phải chờ một hai phiên dòng tiền nữa nói như nói vậy dòng tiền khi mà đánh một cái cổ phiếu nó phải có sự liên tiếp và nó phải cái sự ào à của cái mặt cổ phiếu nó vào em ví dụ này anh chị nhìn một cái mặt cổ phiếu nó vô sóng này anh chị nhìn cái nồi này Đó, nó có tấp liên tục Đó nó vô là nó cứ, cứ cả nuôi nó tắt thì cái mặt cổ phiếu nó phải thể hiện cái sự liên tiếp về cái mặt về volume hay là ví dụ như này đây anh chị nhìn một cái mặt cổ phiếu nó vô sóng này anh chị nhìn nha đây là cái phiên bắt đầu của nó và anh chị nhìn tầm khoảng bốn năm phiên sau đó của nó anh chị thấy nó tắt không đó, nó cứ tắt liên tục liên tục đó thì sao thì nó phải hiện cái sự liên tiếp như thế này nên là trong tuần sau những cái mặt cổ phiếu như BDR nó phải có một cây đó thì anh chị có nhắm mắt anh chị mua thêm nha anh chị nhắm mắt anh chị mua mới nha đã lưu một điểm này 25 đến 30 triệu cổ phiếu nha nếu có thì mua không có bỏ rồi ok, đó là số hai là cái cổ phiếu phát đạt. Rồi, cổ phiếu số 3 là cổ phiếu Gách. Ok, Gách là một cái mà cổ phiếu nó vẫn chưa bước trên. Anh chị anh chị lúc này khi mà chị nhìn một cái cổ phiếu anh chị đừng có nhìn theo ngày mà nhìn phải nhìn cái tư duy nó 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 rộng ra. Thì Gách là một cái cổ phiếu thứ nhất là nó có nền tảng thì em nói rồi và ngày hôm nay là một cái phiên đánh đầu tiên của nó. Thì em nói để nó mà đơn giản nha. Cái cây ngày hôm nay của thằng Gách á nó giống như cây này con đề rồi. Nè. nè cái cây ngày này nay của thằng gắt á nó là cây này của đề rồi nói về cho anh dễ hiểu đi đó để anh chị có thể dễ hình dung anh chị hình dung không Đã, tức là cái cây ngày hôm nay của thằng gắt á nó là cây này của đê rồi thì nếu mà trong dòng sắp tới trong dòng sắp tới nha nó có thể là trong ba phiên nổ tuần đó hay là những cái phiên gì đó mà trong dòng sắp tới mà cái mà cổ phiếu nếu mà đẹp nhất á trong thứ hai thứ ba thứ tư mà cái cổ phiếu này nó có một cái phiên nổ nữa cái volume tầm khoảng 60 đến 70 triệu cổ phiếu mà nó bước qua tầm giá tầm khoảng 26 thì nó là sẽ điểm mua và nó sẽ là điểm mua vô sống và anh chị mua mới hay là mua thêm gì cũng được nó là sẽ là điểm mua ví dụ như này anh chị hình không ví dụ như khi cái mạng của phiếu đi lên này nó đánh cây này đúng chưa thì cây này anh chị nào mua được thì em nói nhưng mà với những anh chị nào mua không được cây này á thì chừng nào là cây này á một đó nghĩa là nó có một cái phiên đẩy tiền mạnh vào và cái phiên thứ hai anh chị đánh cái mạng của phiếu đó em. một phiên đầu tiên này và cái phiên thứ hai là cái điểm này là điểm mua anh không hay là ví dụ như này đây. Ví dụ khi mà cái mã cổ phiếu đi lên, cái cây ngày mai của thằng Jack nó có thể là cây này. Đúng vậy. Thì những cái phiên sau đó nó làm làm thì cứ gậy nó nó biến động gì đó. Nhưng mà nó có cái phiên này á. Đây phiên này nè. Và anh chị nhìn phiên này nè. Em lấy cái volume ở chị nhìn này này anh chị nhìn cây ngày mai của thằng Jack nó giống như là cây này. Thì những cái phiên sau đó tầm khoảng 2 hai ba phiên nếu mà đẹp nhất tầm khoảng hai ba phiên còn nếu mà không được thì tầm khoảng một tuần thì tầm khoảng một tuần sau đó thì nó phải cái volume của nó nó phải tắt liên tục vô đúng vậy thì cây này cây này nó thể gì cái sự bức của cái cổ phiếu thì lúc đó anh chị có thể mua, mua 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 mới hay là mua thêm gì cũng được đúng chị nó là điểm mua và nhiều chị nói ờ sao mày không mua giá thấp mà mày lại mua giá cao em nói với chị này không quan trọng giá thấp hay là giá cao mà quan trọng chị mua cái mà cổ phiếu nó đi lên hay không chứ anh chị đừng có quan trọng giá thấp hay giá cao ờ, và vì sao em lại nói với anh chị như vậy là bởi vì á hiện tại là ví dụ anh chị mua mua trong những cái vùng này thì không nói nhưng mà với những chị nào chưa có hàng á mà anh chị muốn mua á, đúng chị thì mua hiện tại là mua bị lẫn lẫn em ví dụ nha Lỡ như cái cây ngày hôm nay của thằng Gác á Nó là cây này của thằng KBC Thì ví dụ như cái mã cổ phiếu nó lên Nó dập nhiều như này á Làm sao mà anh chị chịu nổi Làm sao mà chịu nổi Đúng không Thì em nói với anh chị này Ờ à, Mua giá à, nói Ờ à, là mua giá cao Ui xem là em nói với chị này Không phải là mình mua giá cao mà mình sợ Mà mua xong cái mã cổ phiếu nó có thể đi lên hay không Em ví dụ Nếu mà chị nào không chờ những cái phiên mà dòng tiền à, à, của à thằng Gác á thì có thể là anh chị, sẽ chị chịu những cái đớn đau này của thằng KBC nó lên nó xuống nó dập nó dìu điên cái đầu nên là anh chị phải chờ những cái phiên gì đánh dòng tiền tiếp tục một cây nữa của nó thì em nói anh chị là trong vòng tầm khoảng hai ba phiên đầu tuần hoặc là trong tầm khoảng tuần sau thứ năm thứ sáu gì đó mà nó có một cái phiên đánh vô lâm tầm khoảng 50 đến 60 triệu cổ phiếu vừa vùng giá tầm khoảng sáu thì đó là điểm mua mua thêm cũng được mua mới cũng được nhắm mắt mà múc nhắm mắt mà mua đúng vậy và anh chị lúc nào phải đúng điều kiện về volume nha bởi vì em nói với gì là cổ phiếu nào không có dòng tiền đó, nó không bao giờ lên được đặc biệt là trong sóng năm nay sóng năm nay là một cái sóng cực kỳ phân hóa cổ phiếu nào tiền mạnh nó sẽ càng điên cổ phiếu nào tiền nó càng mạnh mẽ tiền nó càng ào à thì cái mà cổ phiếu nó sẽ càng khùng Nếu là chúng nó dòng tiền nó phải đánh liên tục ở cái cổ phiếu đó anh chị nhìn thằng gvd này một cái mà cổ phiếu khi mà nó vô sóng anh chị anh chị nhìn này nó cả nuôi vô thấy không nó tấp liên tục như này thì cái mà cổ phiếu nó mới dẫn đứng như này nếu em nói với anh chị là không quan trọng là cái mã cổ phiếu nó cao hay thấp, quan trọng là anh chị mua cái mã cổ phiếu nó có thể đi lên hay không. Đặc biệt là trong cái sóng này này chị lưu à, đó, nó là lần nữa này, ghét là bao nhiêu? Là 250 đến 60 triệu cổ phiếu bước qua tầm khoảng 26 thì đó sẽ là điểm mua. Đó, anh chị mua mới hay anh chị mua thêm gì cũng được. Đó, và khi mà chị mua như vậy á, là để né một cái trường hợp cái mặt cổ phiếu nó nổ xong nó có thể gãy nó có thể gãy về lại dưới này anh chị chờ nó khùng cái đầu đúng vậy mua là nó phải lên ngay rồi dạ, ok rồi đó là cái mặt cổ phiếu số mấy rồi anh chị số 3 rồi cái phiếu cổ phiếu số 4 Ừ SM Ok à, SM thì nó mới nổ một cây thôi Đúng vậy Thì cái này á Thật ra anh chị mua thêm vào cây này cũng được Nhưng Với những anh chị nào chưa có hàng Hoặc là anh chị nào chưa mua thêm Anh chị nào chưa có hàng Hoặc là anh chị chưa mua thêm Thì ví dụ anh chị muốn mua với cái cổ phiếu này Bởi vì cái mặt cổ phiếu anh chị em phân tích với anh chị này Cổ phiếu này là một cái mặt cổ phiếu nó có những cái nền tảng rất là tốt nó có những cái đợt đánh nó, dòng tiền nó đã đẩy vào với cái cổ phiếu này rồi anh chị tức là dòng tiền nó đã tham gia và nó đã tham gia với cái mặt cổ phiếu này quanh những cái vùng như này nghĩa là cái cổ phiếu này là một cái mặt cổ phiếu nó đã có dòng tiền nó, nó tham gia rồi. này 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 à, nhưng mà cái nhịp mà nó vào chính một cái nhịp của nó là vào cái phiên nhịp ngày thứ uh, ngày hôm qua à, với cái volume này là một cái volume rất là đạt với cái cổ phiếu này à, tuy nhiên với những anh chị nào đang muốn mua mới anh chị ha mà muốn mua hoàn toàn hoặc là chưa mua thêm được á, thì bây giờ anh chị mua anh chị không nên mua bị lẫn lận bởi vì ví dụ anh chị mua lẫn lận như này á, lỡ tiền nó không vô Em ví dụ lỡ tiền không vô Nó gậy lại thì sao đó. Nên là với những cái mặt cổ phiếu nó đã, nó đã đánh một cây như thế này á Anh chị múc cái cây thứ hai cho em Nếu mà trong tuần sau nó làm thêm một cây nữa tầm khoảng 8 đến 10 triệu cổ phiếu Thì đó sẽ là điểm mua Anh chị mua mới hay là mua thêm gì cũng cái okay. nó Thì đó là cái vận động với cái cổ phiếu nhẹ mà đã, Anh chị ha Nó Có một cái nghịch lý ở trong dàn này anh chị thấy một cái đặc điểm như này Cái cổ phiếu nào càng cao Cái cổ phiếu nào dòng tiền càng mạnh Thì cái mặt cổ phiếu nó sẽ càng tăng mạnh Chứ không phải là cái mặt cổ phiếu lan quanh ở dưới là nó có tăng mạnh không phải Đúng vậy, năm nay là một cái năm anh chị phải thay đổi cái cách đánh mình ra. Cái cổ phiếu á, mình đánh nó xịt, mình bán. Nhưng mà một cái mà cổ phiếu anh chị lưu á, anh chị đánh á, là anh chị phải đánh những cái con tốt nhất kia. Đó, thì đó là những cái cổ phiếu chia sẻ với anh chị. Đầu tiên là Get này, đầu tiên là BSI này. Tuần sau nổ một cây tầm khoảng 2 triệu rưỡi, 3 triệu, nó sẽ là điểm mua. Tiếp theo là gì? BDR. 25 đến 30 triệu cổ phiếu nổ một cây nữa, nó là điểm mua. Đúng vậy, Get này. Đó, nổ một cây tầm khoảng là 50 đến 60 triệu cổ phiếu, nó sẽ là điểm mua. SM này, nó một cây tầm khoảng 8 đến 10 triệu cổ phiếu nó sẽ là điểm mua mua mới hay là mua thêm gì cũng được thì nó sẽ là điểm mua điểm mua thì chỉ là nhắm mắt mà mua cứ phang mb cho em cùng lắm cắt lộ đúng vậy còn điểm mua anh chị nào căng cây giá anh chị không có mua được đó điểm mua nó là điểm mua ở cái phiên đó đúng vậy thì lúc đó anh chị có thể canh mua mới là mua thêm Và với những anh chị nào mua thêm thì anh chị sẽ có lợi thế về hàng sẵn còn những anh chị mua mới thì anh chị sẽ phải chấp nhận ra một chút xíu nhưng mà đó là anh chị phải chấp nhận thôi đúng vậy nhưng mà nó sẽ là điểm mua và em nói với anh chị này với những anh chị nào mua ở điểm đó thì anh chị phải lưu ý một một số điểm như sau này đầu tiên á, cái quan trọng nhất của anh chị á nó là phải về khối lượng anh chị phải nhìn thử cái mặt cổ phiếu nó có đúng khối lượng mà em nói với anh chị là không đúng thì mua nha không đúng phải bỏ bởi vì sao bởi vì nếu mà cái mặt cổ phiếu nó lên á mà nó không có khối lượng như vậy mà dòng thì nó không đánh liên tiếp á, thì sau đó nó có thể gãy lại nên anh chị lưu là mình mua cao cũng được nhưng đúng khối lượng nó có thể giúp chạy lại cho mình vài chục phần trăm nhưng anh chị mua thấp á, chưa chắc anh chị có lại Đó, nên là anh chị luôn là giai đoạn này là anh chị phải săn được những cái mã cổ phiếu nó tăng dựng đứng mà một cái những cái mã cổ phiếu nó tăng dựng đứng ở cuối chu kỳ á, cái dòng tiền nó phải thật sự mạnh mẽ thì nó mới lên em ví dụ một số những cái mã cổ phiếu em đánh giai đoạn tầm khoảng 2020 KBC đây này em nói với chị này là một cái mã cổ phiếu khi mà nó vô em em bật cho anh chị về khối lượng thôi anh chị đừng có nhìn anh chị nhìn đừng có nhìn về mặt giá nè em nói với chị là khi mà cái mã cổ phiếu nó vô sống này đây là cái phiên tấp đầu tiên của nó này. đây đây là cái phiên tắt đầu tiên của nó đây là phiên cái tắt thứ hai thứ ba của nó thì những cái này á nó là vấn đề đúng vậy nè nó tắt một nó tắt một cây này đó nó vô một cây này sau đó tắt thêm hai ba cây nữa thì cái mặt cổ phiếu chị nhìn này quan trọng quan trọng là mua như thế nào đâu? mà chị thấy nó tăng vô nó tăng tầm khoảng là 100% trong vòng một tháng đó hay là những cái mặt cổ phiếu như TNG À, VGT chứ đây. Đây VGT. Này, anh chị nhìn này nhìn vô thôi nha Đây cái này là cây đầu tiên của nó đúng không cây thứ hai nó làm thêm một cái vô nữa một đây là sẽ là điểm mua để nhạc đó tức là cái chậm gì chậm bắt đầu gì có một cái phiên và đánh thêm một cây nữa ở sau cái phiên đó thì đó sẽ là cái điểm mua nghĩa là anh chị không cần mua cây đầu tiên nếu anh chị mua cây được cái cây đầu tiên thì tốt nhưng nếu anh chị không mua được cây đầu tiên á làm cây thứ hai gì hình dung mà, em ví dụ như cái nhiều rồi đúng không để đây rồi Ví dụ DG, DG vì sao nó lại mạnh? Anh chỉ biết DG vì sao nó lại mạnh không? Nó có hai cây này. Nếu mà thằng DG á, nó chỉ có một cây này thôi á. Nếu em nói gì nè, nếu thằng DG nó chỉ có một cây này á, mà cái cây này á nó không mạnh á, đối với chị DG hiện tại đang ở giá này á, không có đâu. Mà hiện tại thằng DG cái xung lực nó tốt và nó giữ giá độ tốt á là bởi vì hai cây này này. Không phải tự nhiên mà DG nó giữ giá tốt hơn rất nhiều những cái cổ phiếu trong dòng. Nó có cái sự khác biệt là bởi vì cả hai cái này, này nên nếu mà muốn hàng BDR nha mà nó muốn mạnh á nó phải làm thêm một cây nữa dẹp nó muốn mạnh nó phải làm thêm một cây nữa anh chị ha nó muốn mạnh nó phải làm thêm một cây nữa 25 đến 30 triệu cổ phiếu hoặc là những cái mặt cổ phiếu như BDR nó muốn đánh một cái nhịp nó rút nó phải làm một cây nữa tầm khoảng hai triệu rưỡi đến 3 triệu cổ phiếu cho làm gì làm nó phải hai hai cây ba cây thì tốt nhưng mà nó là hai cây đủ là để mình xúc cái cổ phiếu đó rồi hoặc là những cái mặt cổ phiếu như SM em nói chỉ là nó mới chỉ có một cây thôi một cây chưa đủ nha một cây chưa đủ phải hai cây đó hay là những cái mặt cổ phiếu như gách, một cây thôi thì vẫn chưa làm nên mù xuân làm phải làm thêm cây nữa nên vậy nên em nói với anh chị này giai đoạn cuối cùng anh chị đánh những cái mặt cổ phiếu nó tăng dựng đứng á con nào mà cứ hai cây màu lớn lớn múc nó vừa kháng cự mua đó sẽ là cái cách mà chị săn được những cái mặt cổ phiếu ở dàn cuối đó thì đó là bốn cái cổ phiếu em chia sẻ với anh chị trong cái video ngày hôm nay gách, bếp ai BDR và M. còn một cái cổ phiếu còn lại không không phải là một đâu còn hai cái cổ phiếu còn lại thì chắc có lẽ làm sẽ để tặng cho những chị khách hàng ở trong room đó, chứ để mà chia sẻ hết là những chị trong room mà khách hàng không có mua không có mua được cổ phiếu này ha đó nên là ngày hôm nay thì em nói năm thôi nói năm nhưng mà em chia sẻ bốn thôi còn một cái cổ phiếu thì chắc để để lại cho những chị trong room khách hàng nhưng mà là với những chị bốn mã này á là yêu mà mua đủ ớ <laughs> Đúng vậy. Đó, nên là một mã còn lại nói chung là em em hiện tại thì em 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 lọc thì tầm khoảng 6 mã Nãy thì em sẽ chia sẻ với anh chị bốn mã rồi còn hai mã còn lại thì em sẽ để cho những chị trong cái này để cho anh chị có thể làm mua trong tuần sau chứ nhiều lúc em nói với anh chị trùng sau những anh chị khách hàng của em không có hàng mua nó không khổ rồi ok Đã, ngay hôm nay thì em phân tích với anh chị một chút như vậy đúng vậy với những cái mặt cổ phiếu và anh chị thấy là các cái mặt cổ phiếu nó chỉ có một firm thôi các cái mặt cổ phiếu nó chỉ có một firm thôi đúng không vậy tích lũy biến động mồi thì đánh hai cây liên tiếp anh chị ơi đánh là phải đánh hai cây liên tiếp nha và hai cây volume nó càng mạnh nó sẽ càng tốt volume của nó nó càng ngang nhau và nó tăng dựng đứng lên nó sẽ càng tốt đúng vậy em ví dụ như thằng B, thằng thằng gác đi ha tâm tuần sau nó cái volume nó, nó cao hơn cây này quanh cây này hoặc là cao hơn nó càng tốt hoặc là thấp hơn một chút xíu cũng được nhưng mà thấp hơn một chút xíu thôi nha ví dụ như tầm khoảng 50 60 triệu là ok hoặc là những cái mặt của phía như bé đây hai triệu rưỡi đến 3 triệu là ok B đây 25 đến 30 triệu là ok đúng vậy SM 8 đến 10 triệu là ok thì đó sẽ là điểm mua anh chị mua mới hay là mua thêm cũng được và nó rõ một cái quan điểm làm một lần nữa này đầu tiên á cái điểm mua này không phải là điểm mua trung hạn nó không phải là điểm mua trung hạn mà nó là những cái điểm mua đánh những cái giai đoạn cuối của những cái cổ phiếu đúng vậy và mình đánh không phải là đánh t 3 tới năm không nhất thiết là anh chị phải đánh trong vòng 3 đến 5 ngày mà mình có thể nắm giữ tầm khoảng hai ba tuần đến một tháng hai ba tuần đến một tháng chứ không nhất thiết là phải tới 3 tới năm với em thì tầm em nắm một cái mã cổ phiếu mà đánh dòng cuối mà em nắm tầm một tháng là ngắn rồi bởi vì em thì thường em ôm tầm khoảng 4 đến sáu tháng nhưng mà anh chị mua những cái cổ phiếu trong dòng này á anh chị không thể ôm bốn sáu tháng được nữa mà anh chị đánh tầm khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi là tối đa à, còn không là nếu những cái mã cổ phiếu nào có những cái dấu hiệu biến động thì tầm khoảng hai ba tuần cái thứ hai nó rõ là một quan điểm này với em nha những cái điểm mua này á là những cái điểm mua ở những cái thời điểm ở những giai đoạn cuối giai đoạn cuối nghĩa là như này là cái mã cổ phiếu nó xuất hiện điểm mua ở những giai đoạn cuối cùng của thị trường. Thì khi mà những cái mã cổ phiếu xuất hiện những điểm mua ở những giai đoạn cuối cùng của thị trường thì anh chị phải biết anh chị phải làm gì rồi. Anh chị phải quản trị rủi ro thật kỹ giúp em. Nếu mua mà cái mã cổ phiếu nó có biến, nó lỗ 5 7% phải bán nha. Phải bán. Còn anh chị nào mua mà anh chị không dám cắt lỗ, đừng có mua thêm. Đấy chứ đừng có nói xem video của thằng nguyên đạt nó bảo cái mã cổ phiếu này ngon quá rồi mua xong cắt lỗ chết đi và em nói rõ một quan điểm này, thì, nếu những anh chị nào mua những cái mã cổ phiếu không chỉ anh chị những anh chị nào xem video ngày hôm nay của em đâu mà cho dù tất cả các cái mã cổ phiếu mà anh chị mua kể từ thời điểm ở vào những cái nhịp giai đoạn chạy nó rút đó, và những giai đoạn cuối cùng của thị trường đó, anh chị phải đặt những cái quản trị ra rất là kỹ với em mua nếu mà có lãi thì mà chốt thì không nói nhưng nếu mà mua mà cái mặt cổ phiếu nó có vấn đề đó, là phải quản trị rủi ro rất kỹ nha bởi vì nếu mà thị trường vào những giai đoạn cuối mà cái mặt cổ phiếu nó rơi và thị trường nó rơi vào những cái nhịp nó sập thì những cái mã cổ phiếu nó có thể rơi tầm khoảng 30 40 không chỉ là những cái mã cổ phiếu em giới thiệu trong cái video ngày hôm nay cho mọi người đâu mà tất cả các cái mã cổ phiếu trên thị trường bởi vì những cái mã cổ phiếu nó xuất hiện điểm mua sau khi mà thị trường đã đi lên những đoạn rất là dài rồi thì điểm mua này á, nó có phơm trung hạn nó có nền tảng nó có nền dài nó có nền tảng tích lũy nhưng mà về cái thời điểm mà nó xuất hiện điểm mua nó đã bị trễ nhịp so với thị trường anh chị hình dung cái điều này không nghĩa là như này em nói với chị đơn giản này Thằng GVR đó, nó xuất hiện những cái vùng nó tạo điểm mua khi mà thị trường nó mới đi lên được tầm khoảng 2-3 tuần đến một tháng. Thì cái thời gian chạy của nó nó sẽ nhiều. Nhưng ví dụ như thằng, thằng B rồi. Hoặc là những cái mặt cổ phiếu như gì? ASM. Hoặc là những cái mặt cổ phiếu như cách nó xuất hiện điểm mua sau khi mà thị trường đi lên tầm khoảng 3-4 tháng. Tức là nó xuất hiện ở cuối những cái chu kỳ của thị trường. Vì sau này ví dụ như thị trường mà nó tạo đỉnh á thì tất cả các cái mặt cổ phiếu trên thị trường nó cũng tạo đỉnh theo. Thì sao? Thì lúc đó chỉ phải trạng quản trị rủi ro thật kỹ đúng vậy, đó thì chia sẻ với anh chị một chút như vậy để rõ với anh chị quan điểm đầu tiên này nó làm một lần nữa này thứ nhất anh chị muốn mua theo dõi kỹ vấn đề về khối lượng đúng khối lượng là mới mua nha còn nếu không đúng khối lượng bỏ bởi vì nó vẫn có những trường hợp nó nổ xong nó rủ lại chứ không nó sẽ không có tăng ngay đúng vậy chân nào đủ khối lượng mua cái thứ hai là gì mua giai này không phải là để mua bốn sáu tháng mà mua trong vòng tối đa nha anh chị tầm khoảng một một tháng đến 1 tháng rưỡi cái thứ ba nếu mua xong mà cái mà cổ phiếu nó có vấn đề cắt lỗ năm bảy phần em đã, nếu mà anh chị không hiểu được ba điều em nói, đừng có mua nha. chứ để mà mua xong mà ví dụ cái mã cổ phiếu nó có vấn đề mà không xử lý được mang tiếng em, nói thiệt mang tiếng. đúng vậy. đã xem thì phải xem cho hết, đã mua thì phải mua cho đúng và khi mua thì phải nắm giữ đúng tên thật đúng vậy. còn mua xong mà không biết xử lý, mua xong không biết cái điều kiện nó bao nhiêu volume, rồi mua xong ví dụ cái mã cổ phiếu nó có vấn đề cũng không biết xử lý thì đừng có mua đặc biệt là ơi khi mà thị trường nó vào những giai đoạn cuối bởi vì khi mà thị trường nó vào những giai đoạn cuối lỡ như mình mua những cái mã cổ phiếu nó có cái vấn đề mình có thể lỗ vài chục phần trăm anh chị lưu điện nó các em đã chia sẻ kỹ với anh chị như vậy để anh chị nắm một cái tinh thần đúng nhá chị đặt những cái đặt những cái tiêu chí rất là khắt khe với em mình phải khắt khe về mặt cổ phiếu mình phải khắt khe về mặt khối lượng mình phải khắt khe về cái điện quản trị ra thì anh chị mới có thể đánh được ra sắp tới đã thì chia sẻ với anh chị một chút như vậy về bốn cái cổ phiếu em chia sẻ với anh chị trong video ngày hôm nay đó thì hy vọng thì những cái mặt cổ phiếu này sẽ mang lại những mức lợi nhuận với anh chị tốt trong sắp tới đầu tiên là BDA thứ hai là BDR thứ ba là GAC và thứ tư là S OK, đó thì đó là bốn cái cổ phiếu. Đó, còn một vài những cái mặt cổ phiếu nó cũng OK và ngon thì em sẽ chia sẻ ở trong lưu khách hàng. Nói chung để để lại cho những chị khách hàng. OK, đó, thì nếu anh chị muốn ăn được em tư vấn kỹ hơn hoặc là ví dụ anh chị không biết là trong phiên nó có đủ volume hay chưa hay là sẽ mua bán như nào á, bởi vì nhiều lúc anh chị nghe video ngày hôm nay xong, nhiều lúc trong phiên anh chị không dám mua, cái quan trọng là cái đó nếu là anh chị muốn đồng hành cùng em hoặc là sắp tới ví dụ cái mặt của phiếu nó xuất hiện điểm mua trong phiên á thì em sẽ cập nhật anh chị anh chị ở trong lúc đó hàng nên là anh chị nào muốn cập nhật uh, em kỹ hơn và muốn đồng hành cùng em ở trong dạng cuối cùng thì có thể liên hệ qua hai bạn trợ lý số điện thoại ở dưới màn hình hy vọng chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau nha anh chị ha rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều à, khi mà chị xem video này mà anh chị thấy hay về giá trị thì anh chị tặng cho một nút like nha anh chị thấy hay về giá trị và có những cái kiến thức mà anh chị hiểu trong ngày hôm nay thì anh chị tặng cho một nút like cũng như nút nút đăng ký kênh anh chị xem video mà anh chị like nhiều và đăng ký kênh nhiều thì sắp tới thì em sẽ ra nhiều những cái video tặng cho mọi người hoặc là có thể để làm một cái lầm luận tham gia trong khách hàng thì có thể liên hệ qua hai bạn trợ lý quen số điện thoại để giữ hình rồi cảm ơn chị rất là nhiều để theo dõi cái video của em ngày hôm nay rồi chúc mọi người và gia đình của mình có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc và tình yêu sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video của em kế tiếp xin chào cả nhà.